Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ thử test cái sức chịu lực của một con tắc kê thế này đối với thùng nước 25 kg thế này, xem nó có chịu lực được hay không. Và ở đây mình sử dụng hai loại đinh khác nhau các bạn. Đây, với cùng chiều dài kích thước thì mình sẽ sử dụng cái đinh truyền thống là tắc kê và vít. Còn đây là loại đinh mới, đinh hạt nổ. Chiều dài như nhau nhé. Rồi mình sẽ test chịu lực sửa xem hai con này nó có chịu lực tốt hay không nhé. Con nào chịu lực tốt hơn? Trước tiên mình sẽ test sự chịu lực của cái con vít này nha. Thì với loại này bắt buộc mình phải dùng máy khoan. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng tắc kê vào nha. Xem nó có đó, rất là chắc chắn luôn các bạn. Rồi bây giờ phải thay cái mũi khoan thành mũi bắn vít. Các bạn thấy mấy giai đoạn này ha? 3-4 giai đoạn rồi đó. Rồi ok. Thì sẽ bắn con vít này vào. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ cột thử sợi dây thép lên đây và treo cái thùng nước xem nó có chịu lực được không nha các bạn. Đấy. Rồi. Rất là chắc chắn nha. Ok. Đây, đây là thùng nước 25 kg. 25 kg khá là nặng nha. Bây giờ mình sẽ cột lên đây xem nó có chịu lực được không. Rồi, thả nha. Đây. Tuột các bạn. Tuột rồi. Đây. Các bạn thấy con vít nhá. Mặc dù nó chưa tuột nhưng mà nó bị xiên qua một bên nữa các bạn. Đó, nó xiên qua một bên. Nếu như theo thời gian thì chắc chắn cái này sẽ tuột đi. À, rất nguy hiểm nha. Ok nhá. Rồi mình sẽ tháo này ra đi. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng thử bằng súng bắn đinh bê tông nhé. Đây, nó có nhiều loại đinh luôn các bạn. Đinh là đinh hạt nổ nhé. Bây giờ sẽ sử dụng cái con đinh này. Rồi. Ráp vô thôi, rất là nhanh. Đấy. Các bạn thấy lúc này ha, mình phải khoan này, đóng tắc kê này, bắn vít này. Nó rất là lâu, còn cái này chỉ việc đóng bông một phát thôi. Đây, nó nổ rất là to các bạn. Đấy. Đấy, sắt nó toét luôn các bạn. Rất là cứng cáp nhé. Rồi bây giờ mình cũng treo thử sợi dây thép lên xem nó chịu lực được như thế nào. Rất là nhanh quá. Rồi cũng cái thùng nước 25 kg lúc này nhé, mình cột lên đây. Rồi, thả ra thoải mái luôn. Các bạn thấy này, nó không hề nhúc nhích luôn nha. Không hề nhúc nhích. Lúc này như thế nào á là y chang như vậy luôn. Lắc thoải mái nha. Đây các bạn thấy không? Cái đinh này nó vẫn nguyên si luôn. Mình lắc thoải mái luôn, không sao nhá. Còn con tắc kê nhựa này. Tắc kê nhựa này. Đó. Đó. Bị xệ xuống rất nhiều. Còn này á, nó vẫn cố định rất là nhanh. Như vậy các bạn đã thấy cái sự tuyệt vời của cái súng bắn đinh bê tông ha. Rất là nhanh gọn và rất là chắc chắn luôn. Còn cách truyền thống mình làm rất mất thời gian và không có chắc chắn nhiều. Cái việc này mình có thể áp dụng để treo tranh hoặc là đóng tắc kê bắn trần thạch cao, cực kỳ tuyệt vời nhá. Bạn nào muốn mua thì bấm vào link bên dưới. Và các bạn mua thì nhớ mua súng và mua đinh luôn nhé các bạn. Đinh này nó sẽ bán kèm theo súng chỉ có một ít thôi. Rồi, chào các bạn nha. Chúc bạn thành công.